ông trump trong lúc này đưa ra nói về cái chuyện cấm phá tay trong vòng sáu tuần không khá như thế nào nằm ở bên tiểu bang của ông ta là florida thì thống đốc đã đưa ra chương trình này ông trump nói là tôi sẽ bầu là không vào bữa thứ năm vừa qua, ông Trump đã phỏng vấn với đài NBC News. Đài đã hỏi ông ta rất là nhiều. Nhưng mà ông Trump kết cuộc thì không có nói rõ ràng như thế nào. Ông Trump nói, theo tôi nghĩ, sáu tuần mà cho người ta phá thai không thì quá ngắn. À, tôi nghĩ là phải cần cho thêm nhiều thời gian nữa. À, theo tôi thì tôi sẽ bầu đưa ra nói là phải cần nhiều hơn là nhiều hơn 6 tuần mới được nhưng mà đối với cái campaign của ông Trump ông Jerry Vance thì kiếm cách gỡ những gì mà ông Trump nói ra ông Jerry Vance nói đây tôi nghĩ tất cả những gì của tổng thống Hoa Kỳ nói, um, ông ta chỉ nghĩ là hơn 6 tuần vậy thôi. Làm cho hiện tại trong lúc này đối về những cái người mà đứng lên chống lại về không có chịu mà cho phá thai, thì ngay bây giờ họ đang tức giận, họ la lên nhiều thêm nữa. Cô này cô Kristen nói cho biết. Đây tôi nhìn thấy rất là khó chịu và rất là thấy mắc mặt về mà người tổng thống lại đưa ra mà đồng ý cho về cái chuyện mà cho thêm thời gian phá thai. Giống như ừ, đó là lần rồi cái bên thống đốc Florida đưa ra cái lực lệ như vậy thì tự nhiên bây giờ tổng thống nói là là thấy không đúng gì đó thì tôi cũng thấy không đúng. Còn thêm um, có cái của ông Trump cũng đưa ra nói là về cái chuyện mà cho những người phụ nữ đi test S về mà sức khỏe của họ thì như thế nào đó thì cũng bị người ta đưa ra chỉ trách. Ông Trump nói đây là cho những người mà trách à, của về IPF À, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả cho số tiền mà để đi test cái đó. Hoặc là bắt buộc hãng Israel trả cho số tiền đó. Ông Trump nói như vậy, nhưng mà cái campaign của ông ta thì không có đưa ra chi tiết là như thế nào ra làm sao mà trả tiền làm sao. Và làm sao mà của chính phủ chịu trả cho số tiền này thì cũng không có nói ra luôn. Theo của NBC đưa ra suy đoán về cái chuyện mà những người phụ người nữ mà sẽ đi test mà số tiền như vậy của mỗi năm. Khoảng chừng 8 tỷ đô la nếu mà bảo hiểm chịu trả và chính phủ Hoa Kỳ chịu trả, đó là mỗi năm. Trong lúc này, cũng là bà Kamala Harris lần đầu tiên phỏng vấn trên TV kể từ hồi lúc mà ông Joe Biden ngừng không có đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Bà ta đưa ra nói về những cái gì mà hồi lúc mà 2019 bà đi tranh cử thì tới ngày hôm nay bà cũng nói về chuyện này. Hồi lúc mà về cái chuyện nói về những người di cư vô trong Hoa Kỳ thì vào 2019 lúc đó thì có tranh luận với nhau thì lúc đó bà đã giơ tay lên, bà cũng đưa ra nói về chuyện này. Bà nói là biên giới của Hoa Kỳ là phải cần chặn lại cái gì cái gì đó. Thì tới ngày hôm nay bà nói vậy. Bà nói về những cái người vô trong Hoa Kỳ bất hợp pháp. Bà nói hồi lúc 2019 tháng 7 ngày 12 Tây nói là những người đó vô trong Hoa Kỳ thì tôi đây không có tính là bắt họ giống như ở tù. Đó là phải trục sức họ khỏi của Hoa Kỳ, nhưng mà không phải bắt bớ rồi trục sức. Tới ngày hôm nay thì bà nói kiểu như vậy khi đài CNN phỏng vấn bà bà nói đúng vậy tôi tin tưởng là phải có cái sự trả lời đâu ra đó phải bị bắt mà vô trong Hoa Kỳ bất hợp pháp tại vì Hoa Kỳ có luật lệ phải cần đi theo luật lệ đâu ra đó để mà coi kiểm soát về những cái người mà vô trong Hoa Kỳ bất hợp pháp thì phải đưa ra luật lệ thì đâu ra đó Sắp tới đây đó là bà phó tổng thống Hoa Kỳ cũng ngày lễ mà Labor Day đây thì bà cũng đi campaign nữa, nhiều chỗ nữa.